ăn theo chỗ đâu không? Ngoài vẫn đang ăn cứt mọi người. Làm đi. Biết. Để em 3 triệu. Cướp được 3 triệu. Mình cười đi. Em cười đi. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video của mình. Tí khô. Làm thẳng người đấy nhá. Anh đang làm cho có quen đấy. Thực cảm. Tối cầm cái đệm dưới này lên, giải dưới chân lên duỗi cho thoải mái. Hôm trước nó vừa nấu xong ăn cũng ngon, cũng ngang này cũng ngon. Cái mương giải thêm một cái đệm nữa đấy. Giải. Cái kia không nhìn thấy đấy. Dưới này nóng lắm. Làm được quang làm đấy, Tuấn Anh làm đêm đấy. Sáng dậy người cứ nhát nhát. Thế hay. Đúng rồi má.
Anh vẫn ngồi đây, có phải là cái gì đâu, đúng không?
Nhắc lại lần cuối cùng nhá, trong nhà này cụ mà không có tiền thì không ai có tiền cả. Trong app lại nếu mà
Vì con mèo của thì kia lại nhiều mèo của chị này. Như màu sắc vẫn không nào. Là kiểu có con nào không bị ai có đâu. Có nghĩa là lúc mình đang ép thẻ mà. Ừ. Nghĩa là một con bị ép. Một tường bị một hoặc hai con rồi đây. Và vua vào đây nhá. Vậy cho mà bé. Chết bây giờ. Bây giờ đúng miên à? Trong thì nó tỏ ra. Không gửi tên gửi ắt tin rồi. Tin rồi. Sao mình làm lại ắt tin từ đâu luôn? Có như mình làm lại từ đâu đấy? Nếu như con nào mà ngoài phần đây này. Đây này. Thì phá không quét sạch được. Xong rồi xóa pro 2. Tạo lại. Còn nếu như mà con nào nó vào đây này. Mà đến đấy rồi, anh toàn vào đến ăn thẻ mới biết rồi. Thì là tên sổ như này. Không, mình tao ADS cắt thôi. Đây, máy bây giờ chỉ 2 máy thì à, 8 máy nó còn lại 3, 4 máy thì nó xóa hẳn cái ADS đi, tạo con ADS cắt. 24 thế rồi, đợi của nó em. Bây giờ mới 64 không? Sao bạn thèm thế? Ăn 2 đô thế. Không lấy được. Chép anh định nói câu vai thế. Bây giờ tao toàn bay 5 đô rồi. Ừ, không, bây giờ 15 đô, 20 đô thôi. Em toàn bay 15 với 20 thôi. Mình kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Sao bạn bay năm bay hai đô hiểm thế, nghe cay. Cay không anh? Mình nhớ bay được hai đô. Chưa chắc được cay đâu. Anh từng còn một tơn chỉ đến hai đô kìa. Một tơn là hẳn hai đô. Ở bên này có đi quả kỷ lục. Hôm qua anh bị cú sốc tinh thần vì hai tơn không được đô nào. Có đồ nhưng mà nó lại bị mang ngơ. Thế thì nó mới quay được anh ạ.
Tiến Tùng 6 cái rồi. Tiến ơi, em được 6 cái rồi. Có máy rồi à? Lên 20 đô ra anh ra giờ đêm không được đâu. Không được không giảm. Lên mà anh lên mà anh định ấy chứ ạ. Ở dưới này nó spam nó spam nhiều lắm. Thằng lên 20 đô rồi. Tại sợ ba từ giờ tối sẽ 20 đô. Anh thử làm đó, anh thử làm đó. Đấy nó anh Fundero này thì để xài mỗi 15. Cái gì không lắt được?
Cái này có thấy quảng cáo đâu. Tân Thành này có mấy quảng cáo mấy đâu không trả tắt. Là cái đúng không ạ? Hả?
thường là nó sẽ ngửa cao đầu đúng không? Vì nó cũng ngửa cao đầu nó sợ bay bay lên cúi đầu xuống. Bay rồi trốn trốn ra. Chó mà. Sao? Chó à? Sách sách của mày là chó á? Cho nhìn chó này, thế nào? 10 đô à? Mày. Cũng bình thường. Thế cũng ui 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 gì? Mày chưa bao giờ được thấy thì mày sướng. Cạo hết lòng nó đi. Tối nhìn thấy gì đâu. Cạo xong mới vớt trưởng. Mà kia của em biết bao nhiêu số của em đẹp không? Cái gì? Đều phơi luôn. Có đâu. Số của anh đẹp không? Đâu. Số 6 999 333 Thế này đi. Ờ ba, không. Không, không. Cả ba tôi đẹp. Không, đẹp hết chứ mất. Thế à? Thế đi, đi ngủ đi. Thế là bộ anh ta. Ngủ đi. Thế đây để em chích nha. Chích lên ngủ chục nha. À ba chục nha, để ba ba. Ba bảy 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 bảy. Ba bảy 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 đấy, thứ bảy đấy, cái này tổng này ba chục kilo bốn chục, kilo ba chục lên thứ bảy nhé. Của anh chọn đấy nhỉ, dự như nào luôn. Em không trả lời. Tưởng anh cứ tưởng
chiều. Bây giờ về gặp nó này, mới ngã gãy tay rồi. Thank you.
Học hết bao tiền? Tất cả toàn mười mấy? Không từ bốn. Bằng gì? Biết hai. Năm ngoái. Hả? Năm đi đáy năm ngoái. Nó bây giờ nó có cái phần nó bắt buộc là phải đi 800 cây ở ngoài đường, nó mất khoảng 3-4 triệu thêm tiền đấy thôi. Chứ em học hơi khó, 10 hơn 10 triệu. Nhưng trước bọn em học là không phải lái ngoài đường, bọn anh bây giờ bọn anh học là phải lái 800 cây ngoài đường, mất khoảng 2 ngày rưỡi nó mình chủ yếu mình học cái phần mô phỏng với cả đi chuyển lý thuyết không kín lại mất thời gian. Giờ đến bao là 1.5 củ 2 củ rưỡi là họ xếp cho một thằng học hết lý thuyết cho mình xếp gần thằng đấy, thế chỉ do hôm trước lấy rồi thì hôm sau anh không nhà, hôm sau anh đi Hà Nội nữa. Hôm sau ai được chụp ảnh anh Trung đấy? Hả? Hôm trước lấy tin tiết định rồi nữa. Đây thấy thì không cãi. Nếu mà nó từ ngoài đến rồi làm hết rồi. Mình cùng Vina cất hết đi rồi. Mình cùng Vina cất đi chứ. Thế tổng cùng Vina cất hết đi rồi. Thì Viettel bỏ hết ra rồi còn Vina thì cất đi. Chắc là kéo trên mạng hay sao? Có nghĩa là chắc là cắm trong dây kia xong cắm vào để chia ra ông ơi, để anh đang còn sang bế. Em thủ có bao nhiêu thủ? Trong thủ là chỉ cần sáu cục là dùng lại thôi, đã hết rồi. 9 củ 8 9 9 con 9 con khi hôm chị bảo dùng 9 đường đấy thì hôm không vào thì em chẳng bảo là không vào để lại 9 đường đấy.
Qua anh nhờ tiếp đây đây đấy anh có cái tơ tự ơn đúng quá nhiều lắm rồi ra lấy đoài chúng ta làm từng vé. Hôm nay thì mình sẽ đi đấy. Trăm con mèo, hơn trăm con mèo. Có bao nhiêu này? Thank you.
thứ nhất. Đi em, đi ra đi em. Thank you.
Ok em ơi. Ok. Dạ. Ờ. Ok, vô xin nữa nha. Dạ. Ok, vô xin nữa. Ok, vô xin nữa. Đi đi à, đi 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 cứ dùng đi chị ơi, lâu quá đi. Tất cả chắc không. Thì cứ năm ngoái vẫn chạy hết là 6 giờ. Tôi bán được hết là 6. Nóng quá chân còn mặc mũ nữa này.
Chỗ Hải này. Hãy lắm rồi đấy. Chưa được đi mà. Xem.
quảng cáo 1 phút bao nhiêu giây mà. Có cái video có nhiều. Ở xem trên điện thoại nó dài hơn. Đây là điện thoại. Cấp xem vào điện thoại em 1 phút bao nhiêu giây? Nó ở con IP khác. Nó còn không kết nối cho ấy. Con gửi rồi. Nó chưa gọi điện cho tôi. Anh cài luôn cho em con đấy. Nhập tám máy. Thiếu hơn 3 lít nữa rồi là được 2k.
ngâm thì nó cũng có tỷ lệ xác suất càng cao hơn. Chẳng biết. Em nuôi em trước khi đi thì em thì á là em ngâm. Anh có làm gì đâu. Để bắt em mỗi con được một phát. Phát, bắn làm gì? Khi đã xa nhau rồi, lời anh đến chẳng cùng em. Chẳng đường dài, anh vẫn khóc một mình. Em khóc. Ê, xem nào cái cô đường dài nữa. Đã 300 kìa. 500. 300 này. Làm đi cả buổi xuống về học tốt mà không có gì đâu. Chưa nhìn cái gì như ngân hàng chưa nhắc cái gì sao sản phẩm này nhân diện đây 75 đâu không đánh mẹ đẻ nó con báo công an đấy cho vay nặng lãi tù đấy không gì đến lúc sau nó lưu được sửa vào đấy mà xấu đấy đâu phải có làm được không $75 bắn một tên ra một cái kích chuột ra $75 luôn
Có
chú đi trên dẫn đi thôi. Vẫn năm thì bay mình lớp lên 10 này cắt nó đến độ nó cắn này biết chuyện gì phải không? Ok Thank you.
thi thoảng có một phút, à khoảng cả một phút, 30 giây, một tiếng, à nhầm, một phút 30 giây. Lại uống cà phê cho chán. Hỏng thật rồi, quên.
phải đấy. Cái này chỉ một hát đi thôi. Để sau anh. Vâng.
bị co là chết rồi. Cảm ơn anh em. Cái lông này.
chiều. Kiếm 2k nào. Hôm nào được 2k đâu đấy. Quang đã về thế nhỉ? Lôi ra ngoài đấm thằng Quang luôn. Về ra phải không? Không biết. Mày kể đéo anh phải không? Không, em tự hào em mà. Quang năm nay không có đòn như năm ngoái, nhưng mà năm ngoái mình có đòn thôi à? Không mùng. Năm ngoái mình nói câu xong cũng đã. Còn lại ai chạy mình luôn được. Chửi luôn à? Chửi luôn. Mình có nói chút mồm phát nó bảo con lợn này. Ăn thế à? Bậy bịa đâu ai? Tao là cái bịa đó. Mày không cần Vinh, anh em không cần Vinh chắc là Quang đánh Vinh chết. À, Vinh đánh Quang hay Quang đánh Vinh? Biết Quang đánh Vinh. Hả? Quang đánh Vinh. Gấu ấy. Bấm áp là cho em cái gì nhất trường là qua nhất trường tình tướng à tình tình tướng cái thằng ở gần nhà đi học cái mà nhà nó học mà gớm mặt hết nhỉ. Đúng đùa đơn giản đâu. Mày gặp nhau cắt điện hết lan nó chẳng qua là phong ấn chứ mà không ấn vòng kim cô người thôi. Kim hãm không quái vật nữa nó đeo vậy vòng kiểu anh làm em kiểu đeo vòng kim cô vào đầu mấy thằng trong nhóm này nó hay chết người lắm. Nhưng mình bảo phúc du chấp vì anh sao anh chấp mà thì mà
mà nó gây thật. Thì em đi lông gà đấy. Cô Du giờ chả biết làm gì nhỉ? Lãng quên đấy. Chút nào. Họ xem đi thủ chưa? Cô lên 2 lít rồi. 2 lít. Đúng 2 lít nữa. Chị ạ. Cô lên 2 ca rồi. Cố. Kèm. Kèm. Bắt kèm. Điều giả. Điều giả. Yeah.